Bastu, đồng phục cao cấp giúp cả tập thể của bạn luôn trẻ trung, năng động và nhiệt huyết trong những bộ đồng phục chất lượng. Miễn phí thiết kế, đồng phục đẹp, chất liệu tốt, giá cả hợp lý, chỉ có tại Lastu. Thông tin chi tiết xem tại website lastu.vn, số điện thoại liên hệ 0966630199. Những dấu ấn smartphone Việt Nam năm 2018. Một trong những điểm nhấn của làng công nghệ năm 2018 là sự trỗi dậy của các thương hiệu smartphone Việt. Với dân số hơn 90 triệu dân, Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng của nhiều hãng sản xuất smartphone trên thế giới. Samsung chọn Việt Nam làm thủ phủ với nhà máy đầu tiên tại Bắc Ninh vào năm 2009, nhà máy thứ hai tại Thái Nguyên và đang có kế hoạch xây dựng thêm nhà máy thứ ba. Người tiêu dùng tại Việt Nam cũng đang có xu hướng chuyển dịch sang sử dụng điện thoại thông minh. Theo thống kê của Nielsen, vào cuối năm 2017, Việt Nam có 84% dân số sử dụng điện thoại smartphone, tăng 6% so với năm 2016. Năm 2018 còn là năm chứng kiến sự trỗi dậy của các nhà sản xuất smartphone thương hiệu Việt. Bphone 3, Vsmart, hai phiên bản mới của Asanjo lần lượt ra mắt nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân tại Việt Nam. Đại diện của Hoàng Hà Mobile, ông Trịnh Đình Vũ nhận định, smartphone không còn là sân chơi riêng của các nhà sản xuất nước ngoài, các thương hiệu Việt Nam đang dần tìm được chỗ đứng. Bphone thế hệ thứ 3. Xuất thân là một công ty an ninh mạng có thế mạnh về công nghệ thông tin, BKV có khả năng làm chủ được công nghệ cũng như phần cứng khi sản xuất điện thoại. Tuy vậy, chiếc Bphone đầu tiên ra mắt vào năm 2015 ngay lập tức được châm ngòi cho những cuộc tranh cãi nảy lửa. Bên cạnh sự ủng hộ từ các fan của BKV cũng như CEO Nguyễn Tử Quảng, Bphone 1 nhận nhiều ý kiến trái chiều cũng như hoài nghi về chất lượng, làn sóng phản ứng mạnh đến mức ông Quảng thừa nhận có lúc bị sốc. Chỉ đến khi ra mắt Bphone 3 vào năm 2018, CEO Nguyễn Tử Quảng của BKV mới thực sự thở phào. Review từ giới công nghệ lẫn người tiêu dùng cho thấy đây là sản phẩm thành công nhất của BKV. Bphone 3 chạm đến phân khúc cao cấp với những tính năng hiện đại và mức giá vừa phải. Sau một tháng mở bán, BKV tiêu thụ được gần 10.000 chiếc Bphone 3, gần bằng doanh số Bphone 2 trong một năm. Thành công này được dự đoán trong lễ ra mắt Bphone 3 vào ngày 10 tháng 10 năm 2018. Khi đó, vị CEO Nguyễn Tử Quảng của BKV nhận xét nửa đùa nửa thật rằng năm nay những tràng pháo tay là thật, khác với những tràng pháo tay hồi 2015. Asanjo tham vọng chiếm lĩnh phân khúc bình dân. Trong lĩnh vực sản xuất TV, Asanjo sớm đạt được thành công khi vươn lên top 4 về thị phần. Không dừng lại ở đó, tập đoàn này đã mở rộng, tham gia vào lĩnh vực smartphone giành phân khúc bình dân, trung cấp từ năm 2017. Chủ tịch tập đoàn Asanjo, ông Phạm Văn Tam cho biết, chúng tôi chấp nhận không có lời trong 2 năm để người tiêu dùng nông thôn có cơ hội tiếp cận với điện thoại thông minh. Asanjo sản xuất smartphone bằng cách lên ý tưởng, thiết kế và nhập khẩu linh kiện từ nước ngoài. Linh kiện được cung cấp bởi các đơn vị có tiếng như Panasonic hay HTC. Tập đoàn này xây dựng nhà máy lắp ráp smartphone tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công suất ban đầu của nhà máy đạt khoảng 700 máy một ngày. Dù không làm chủ hoàn toàn như BKV, Asanjo vẫn có thể chủ động nguồn cung của mình. Để hiện thực hóa mục tiêu của mình trong năm 2018, Asanjo tổ chức 4 đợt ra mắt sản phẩm theo từng quý với mức đầu tư 200 tỷ đồng. Tung ra thị trường 600.000 đến 700.000 sản phẩm. Hiện Asanjo phân phối 4 mẫu smartphone hướng đến đối tượng khách hàng bình dân gồm S2, S3, S3 Plus và S5, giá bán từ 2 cho đến 4 triệu đồng. Vsmart, ngựa ồn đáng gờm. Vsmart là sản phẩm đến từ Vinsmart, công ty con của tập đoàn Vingroup. Sở hữu lợi thế về nguồn lực cũng như tài chính, Vsmart nhận được sự quan tâm của nhiều người ngay từ khi chưa ra mắt. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2018, 4 mẫu điện thoại Vsmart được giới thiệu với mức giá bán từ 2,5 đến 6,3 triệu đồng. Mức giá được cho là phù hợp, đánh vào phân khúc bình dân khiến lượng quan tâm tăng vọt. Theo thống kê, số lượng người theo dõi lễ ra mắt trực tuyến lên tới hàng trăm nghìn lượt xem. Theo CEO của Vsmart, 4 mẫu máy này dùng pin của một hãng lớn từ Trung Quốc, màn hình của Nhật, vi xử lý của Mỹ và bộ nhớ của Hàn Quốc. Một số phụ kiện được các nhà cung cấp tại Việt Nam cung ứng. Việc sở hữu 51% cổ phần của BQ, nhà sản xuất smartphone tại Tây Ban Nha, giúp cho Vsmart khai thác các thế mạnh ở hầu hết các khâu trong chuỗi giá trị sản xuất các thiết bị điện tử thông minh, từ thiết kế, nghiên cứu và phát triển sản phẩm đến sản xuất. Sự đón nhận của thị trường bán lẻ. Sự nổi lên của những chiếc điện thoại thương hiệu Việt được thị trường bán lẻ đón nhận một cách rất tích cực. Trên kệ hàng, điện thoại Việt dần có chỗ đứng. Ông Trịnh Đình Vũ, đại diện Hoàng Hà Mobile cho biết, gần đây, sự quan tâm của người tiêu dùng với điện thoại Việt ngày càng lớn. Chúng tôi ngày càng nhận được nhiều câu hỏi về Bphone 3, Vsmart, đơn hàng cũng tăng mạnh. Đại diện nhà bán lẻ này cũng tiết lộ trong tháng 11 và 12 năm 2018, doanh số bán ra các điện thoại Việt tại cửa hàng này tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là nhờ vào những sản phẩm mới ra mắt. Tại Hoàng Hà Mobile, nhà bán lẻ này đang bày bán các dòng điện thoại Việt như Bphone và Vsmart
với giá ưu đãi từ 10 đến 20%. Điều này giúp cho khách hàng tiết kiệm từ vài trăm đến gần 1,5 triệu đồng tùy theo loại máy. Giai đoạn cuối năm này, nhiều chương trình khuyến mãi cũng được tung ra để ủng hộ hàng Việt, như chương trình tặng phiếu mua hàng từ 950.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Ông Vũ cũng nhận định thêm, với sự phát triển chung của toàn cầu ở thời đại 4.0, việc phát triển các ngành công nghệ cao là điều tất yếu để một đất nước lớn mạnh. Người Việt có quyền tự hào với những smartphone do người Việt làm ra. Từ Vũ Hoàng, vnexpress.net, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.